Tai nạn cách đây là mười mấy năm rồi. Thì hồi đó em liệt hết tay chân luôn, cả tay cũng yếu lắm. Nhưng mà em luyện đó, bao nhiêu năm thì em nhắn bằng cái cùi ngón tay này. Rồi em gõ thì bằng cái cùi ngón út, gõ máy tính đó, bằng cùi ngón út. Còn cầm xài điện thoại. Chuột thì hai tay em mới ôm em xài. Điện thoại thì em xài điện thoại cùi bắp, em dùng cái cùi ngón tay này em bấm. Điện thoại thì có cái dây để bạn móc lên cho anh không cầm được. Lúc đầu mà quen á thì nhắn tin á, nhiều khi mình nhắn xong mà trời lâu quá không thấy trả lời cũng giận trong lòng. Sao mà mới nói chuyện đây mà nhắn tin hoài không thấy. Ai về khi mình gặp mặt ảnh thì biết cái tay ảnh rất là yếu, không có cầm nắm gì được cả. Nhiều lúc đăng nhắn á chị thì cái tay nó gồng á, thì cái máy nó rớt mất tiêu. Có khi tắt nguồn, có khi là rớt xuống em cũng lấy không được, phải nhờ người lấy. Nhưng mà cái tai nạn của em là sao em? Là ngày xưa thì em đang là sinh viên năm nhất của trường sư phạm Bình Phước á, thì một lần em đi đón người nhà ở ngoài quê vào thăm á. Thì em đi trên đường thì em bị tai nạn, bị gãy cổ, coi là liệt toàn thân luôn. Và hồi đó cũng tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng may là nằm lại, cứ gia đình cho điều trị hoài thì cũng cùng em cũng sống được. Rồi em sinh vào máy ấm nhà may mắn á, em tiếp tục hỗ trợ cho mình điều trị tập lý dữ liệu, rồi em học nghề luôn vi tính. Sau này cái bây giờ em đang là giáo viên dạy tin học cho các em trong trường cộng đồng đó. Các em mồ côi với khuyết tật trong đó. Công nhận như vậy là em quá là có nghị lực á. Tại vì tưởng là liệt rồi á em ơi, mà bây giờ cuối cùng là em cử động tay chân rồi lại còn xài IT ngon lành ha. Bây giờ mọi thứ sinh hoạt của em thì vẫn phải vợ phụ và chăm sóc mỗi ngày, chứ em cũng không có tự lên xe thúng sơ được, phải ẵm bồng. Tụi em đúng là cứu tinh của nhau đó hả? Khi em thấy anh như vậy á thì em có nghĩ là mình sau này mình sẽ là vợ anh không? Rồi. Em cứ ngồi ghế đi đấy. Em ngồi đi. Trước tiên anh Thuận và chị Hồng Vân chào hai vợ chồng hai em. Và rất cảm ơn hai vợ chồng em đã đến đây và tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ đến chương trình hôm nay thì vợ chồng em có món quà gửi tặng cho chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Trời ơi. Đây cũng là cái mà mặt hàng mà hai tụi em đang bán á. Đang kinh doanh đúng không? Tụi em đang ở đây đúng không? Nhưng mà là kinh doanh cái gọi là hạt điều. Và hạt điều này là từ Bình Phước đúng không? Phước này là, hàng nhà của đứa em làm á chị. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng em trước tiên là giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lâm, năm nay em 35 tuổi. Hiện em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp của em là em đang là giáo viên thầy giáo xe lăn á. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thơ, em năm nay 34 tuổi và em ở quê ở Bến Tre. Một người ở Bến Tre, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy thì làm sao mà gặp nhau? Thì em với vợ em là đều làm thơ á anh, yêu thích thơ văn á. Thì em có sáng tác thơ và chị vợ em cũng vậy, thì tụi em quen nhau qua Facebook. Cái lần lướt Facebook á anh chị, thì em vô tình thấy cái thơ Phan Ngọc Lâm, thơ Ngọc Lâm, một cái anh chàng ngồi xe lăn. Thì em cũng thích thơ mà em cũng tò mò, em nói là tên thơ Ngọc Lâm mà chắc là thích làm thơ đây. Thì thấy cái phay ảnh cũng rất là nhiều thơ mà em ấn tượng nhất là cái cổ thơ mà ảnh viết về gia đình á. Ảnh là một người xe lăn mà có trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho cha mẹ và em út đang học hành, em cảm thấy cảm mến. Khi em nhận được cái tin nhắn làm quen của bạn này thì lúc đó em suy nghĩ sao? Dạ thì em thấy tại vì em làm thơ cũng rất là nhiều bạn hay kết á, thì có những người yêu thích thơ các bạn này thì em cũng đồng ý liền. Rồi cứ nói chuyện qua lại có mấy tháng sau đó rồi mới gặp nhau lần đầu tiên. Rồi thì cái cảm xúc của lần đầu hẹn hò đó là sao khi mà em gặp vợ em á? Rồi lần đầu cảm xúc vui và mắc cười đó anh chị. Sao mắc cười? Cái cảm giác nó kỳ sao sao, chắc rung động đó, chắc tim đập mạnh. Dạ cái lần đó là em từ bên quận 7 em qua bắt xe buýt qua bên anh Lâm. Anh nói cái địa chỉ cái nhà may mắn á là ở trong cái hẻm, nhưng mà em cứ ngỡ là ở ngoài mặt tiền đường. Cho nên em xuống xe buýt thì em tìm mãi không có. Em cứ bắt một cái chiếc xe ôm á, em tìm từ sáng tới trưa tới gần 12 giờ luôn. Và cái chú xe ôm nó cũng không có biết là cái chỗ nhà may mắn đó ở đâu hết. Mấy em? Dạ ở Bình Tân ạ. Nhưng mà ở trong hẻm. Trong cuối cùng có gặp được không? Dạ cuối cùng thì em cũng tính đi về rồi, nhưng mà thôi đã lỡ cất công tới đây thì cũng ráng tìm anh này. Em mới quay lại và thấy cái anh này vô tình ảnh ngồi đang ngồi chờ ngoài nắng, thấy thổi thấy thương quá chừng luôn và mừng lắm. Mà lần đó em thấy cô này nhắn tin là trên đường cứ nhắn là sẽ đến, mà em đợi hoài từ sáng 7 giờ 8 giờ sáng mà tới 11 12 thì chưa không thấy. Em cứ tưởng cô này cho em leo cây cơ. Thì cái xe em đi cái xe điện cũ, cái xe em tự lái được á, chạy ra chạy vào giết cái nó bể bánh luôn. Còn cái máy tính của em mở lên để xem có tin nhắn nào cũng hư luôn. Lúc đó các em hai người gặp nhau em nghĩ quá, sao lần đầu tiên mà gặp nhau giống như khắc tinh quá.
Trời như khắc tinh của nhau là có trời cản dạ. hay sao hay là trời thử lòng dạ, nhưng mà hay sau này sau này lại giống như là lại hóa ra là cứu tinh của nhau à, nhưng mà anh muốn hỏi nè về cái tay của em á, tay của em thì nhắn tin với đánh máy tính thì nó như thế nào? Dạ thì hồi đó em bị tai nạn cách đây là mười mấy năm rồi, thì hồi đó em liệt hết tay chân luôn, cả tay cũng yếu lắm. Nhưng mà em luyện á bao nhiêu năm thì em nhắn bằng cái cùi ngón tay này, rồi em gõ thì bằng cái cùi ngón út, gõ máy tính á bằng cùi ngón út. Còn xài điện thoại chuột thì hai tay em mới ôm em xài, điện thoại thì em xài điện thoại cùi bắp, em dùng cái cùi ngón tay này em bấm. Điện thoại thì có cái dây để mảnh móc lên cho anh không cầm được. Dạ, lúc đầu dạ. mà quen á thì nhắn tin á, nhiều khi mình nhắn xong mà trời lâu quá không thấy trả lời cũng giận trong lòng. Nó sao mà mới nói chuyện đây mà nhắn tin hoài không thấy. Ai dè khi mình gặp mặt ảnh thì biết cái tay ảnh rất là yếu, không có cầm nắm gì được cả. Nhiều lúc đăng nhắn á chị thì cái tay nó gồng á thì cái máy nó rớt mất tiêu. Có khi tắt nguồn, có khi là nó rớt xuống em cũng lấy không được, phải nhờ người lấy. Nhưng mà cái tai nạn của em là sao em? Dạ, ngày xưa thì em đang là sinh viên năm nhất của trường sư phạm Bình Phước á, thì một lần em đi đón người nhà ở ngoài quê vào thăm á, thì em đi trên đường thì em bị tai nạn, bị gãy cổ, coi là liệt toàn thân luôn. Và hồi đó cũng tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng may là nằm lại, cứ gia đình cho điều trị hoài thì cũng cùng em cũng sống được. Rồi em xin vào máy ấm nhà may mắn á, em tiếp tục hỗ trợ cho mình điều trị tập vật lý dữ liệu, rồi em học nghề luôn vi tính. Sau này cái bây giờ em đang là giáo viên dạy tin học cho các em trong trường cộng đồng đó. Các em mồ côi với khuyết tật trong đó. Công nhận như vậy là em quá là có nghị lực á. Dạ. Tại vì tưởng là liệt rồi á em ơi, mà bây giờ cuối cùng là em cử động tay chân rồi lại còn xài IT ngon lành ha. Dạ. Bây giờ mọi thứ sinh hoạt của em thì vẫn phải vợ phụ và chăm sóc mỗi ngày, chứ em cũng không có tự lên xe thúng xơ được, phải ẵm bồng. Tụi em đúng là cứu tinh của nhau đó hả? Dạ. Khi em thấy anh như vậy á thì em có nghĩ là mình sau này mình sẽ là vợ anh không? Ứng dụng Netlove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng Netlove. Em có trùng bước không? Dạ, trước khi mà hai đứa gặp nhau thì trước đó là hai đứa cũng nói chuyện thời gian là mấy tháng rồi. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, cũng dễ mến. Rồi em mới nói là thôi em sẽ là người bạn của anh để mà chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống á. Thì anh mới nói là bạn của anh thì nhiều rồi, anh chỉ cần một cái người mà đi cùng anh suốt đoạn đường thôi. Cái em nói trời ơi, anh này bị khuyết tật vậy mà cũng lạc quan, cũng tự tin quá. Trời, anh là nhà thơ thôi. Dạ. Người ta bên thơ văn người ta ăn nói hay lắm. Sau đó thì tụi em, cái tần suất mà tụi em gặp nhau là một tuần được mấy lần? Vợ đang làm bên quận 7 này nè, thì công việc cũng làm ca đêm á, vất vả quá, cái vợ cũng muốn thay đổi công việc. Thì lúc đó em biết được như vậy, cái em cũng nói với vợ là em giống như mình dụ luôn á. Mình kêu là thôi bây giờ em chuyển về bên gần anh đi, em xin công việc bên này đi. Có gì làm bên này rồi mình qua lại mình trò chuyện tâm sự làm bạn cho nó dễ. Đó thì vợ em cũng nghe, cũng thấy em thuyết phục, rồi vợ em cũng nghĩ là thôi cũng đang thay đổi công việc á. Thì vợ em cũng đồng ý về đây xin việc làm. Em nhưng mà lúc đó là em chắc cũng đã mến mến ảnh rồi đúng không? Dạ. Tiện tại thể vì mình lại mình thấy ảnh cái sinh hoạt của ảnh cũng rất là khó khăn, lúc nào cũng phải có người ẵm bồng hỗ trợ ăn uống này kia chị. Nhưng mà cái lúc đó tại vì em là nữ, dạ, ảnh là nam, cho nên cái chuyện mà mình đẩy xe thì nó dễ rồi, nhưng mà cái việc mà ẵm ảnh lên rồi thay đồ cho ảnh tất cả mọi thứ đó thì nó như thế nào? Dạ, lúc đó sao? Thì hai đứa tìm nhà trọ sắp xếp công việc làm ổn xong rồi, thì lúc đó trong nhà em cũng có nhân viên chăm sóc anh, rồi có đứa em nó cũng phụ. Sau này khi mà hai đứa em nó về quê đám cưới á, rồi nó mới chỉ lại à chị chăm sóc cho anh như vậy thế này nè, rồi từ giấc đó là em tắm rửa này kia lo cho anh hết luôn. Ví dụ như lúc mà bạn chăm sóc em vậy, em có mắc cỡ không? Cái lần đầu tiên đó thì rất là ngại. Hôm đó là em bị đau bụng á, mà cái anh chăm sóc thì anh đi về nhà, anh có việc bệnh á. Rồi anh có khách anh không xuống luôn. Cái 10 giờ đêm rồi thì vợ em mới cũng chơi đó, vợ đó em cũng ngại, em đuổi vợ em về. Em nói thôi em đi về nghỉ sớm đi, anh để anh đi ngủ. Mà em bị đau bụng á, em không dám nói. Cái sau vợ em về, vợ em cũng để ý, cũng biết em bị cái gì rồi. Cứ vợ em cứ về nhà nhắn tin hỏi là anh có sao không, sao giờ anh lên ngủ chưa. Sau em cũng phải nói thật là em bị đau bụng như thế. Không ai, cái vợ em mới thấy thế, cái vợ em chạy qua ẵm em vào toilet rồi tắm rửa rồi về các thứ cho em hết luôn. Thì lần đó em rất là ngại, nhưng mà em nghĩ thôi mình cũng vào thế rồi, với đây cũng giống như mà một cái lần thử thách cho mình xem tình cảm của vợ dành cho mình như thế nào. Lúc đó vợ em làm hết cho em. Lúc đó thì em nghĩ mình giống như là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân vậy thôi. Cho nên cũng cố gắng, cũng mình cũng thương ảnh cho nên mình cũng làm hết sức mình.
càng nói gần đây thấy thương quá chị. Không, thực ra là em gặp được vợ em á đúng giống như là gặp thiên thần á, dành riêng cho mình á. Sau cái bữa chăm sóc đó, người đàn ông này chắc chắn là sẽ có một cái gì đó để mà tỏ tình với cô ấy. Em có làm một bài thơ tỏ tình nha, suy nghĩ cả đêm nằm thì viết một bài thơ rất là dài. Còn nhớ không? Dạ, còn có 7-8 khổ quý vị dạ. Cái khổ nào mà nó hay nhất và em thích nhất? Thì em đọc 1-2 khổ đầu đi. Đời anh khuyết tật tha hương, nếu em thiện ý thì thương thật lòng. Anh xin suốt kiếp làm chồng, yêu em chung thủy nguyện không đổi rời. Bằng lòng đi nhé em ơi, về đây dệt mộng, trao lời yêu thương. Ta xây hạnh phúc thiên đường, sẽ chia gian khổ, nhịn nhường hy sinh. Khi mà em nhận được cái bài thơ đó thì em như thế nào? Dạ em cũng rất là cảm động và thấy anh này nói cũng chí lý quá, cũng đúng ý mình. Có coi như là có làm một bài thơ để ngươi là đáp lại không? Dạ cái bài thơ sau này thì em cũng có viết một bài thơ. Tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao. Câu thơ yêu quá ngọt ngào, lưu tình ta đến ngàn sao chẳng mờ. Chắc người ta bảo em khờ, quen anh chi gã yêu thơ thật nguyện. Không danh phận chẳng bạc tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Yêu anh bằng tấm chân tình thì không quan trọng dáng hình giàu sang. Ngày làm tối đến mơ màng, dệt câu thơ hát muôn ngàn lời ca. Thấy tình luôn mãi nở qua, sống đời bình dị nhưng mà vẫn vui. Rồi hay quá. Hai người này giống như là trong chuyện cổ tích vậy chị. Rồi bây giờ chúng ta bây giờ quay đến cái phần gọi là vui nhộn. Mặc đó dù như vậy là mặc dù phải vậy có tật xấu thôi. Đó. À, đúng rồi. Và em cũng có một chút cái tật xấu cũng vui vui. Đó là thỉnh thoảng cũng hay nhõng nhẽo. Chẳng hạn mỗi ngày buổi sáng lại là đều hung em. Và em cũng hung rồi nhưng mà có nhiều khi em đang ngồi làm việc ở trên máy á, mà đang tập trung á, là vợ em cứ kê cái má lại là bắt em hung hoài. Hung một lần, hung hai lần, ba lần, năm lần cái. Cứ để hoài đó, hung hoài bắt làm cho em nổi quạo. Cái thứ hai nữa là có cái tật chìm vợ em đó là làm việc á, nhiều khi á, không có để ý thời gian á. Ví dụ làm một cái việc gì đêm khuya rồi thì mình nghỉ đi, tay đi, mình mai mình làm tiếp. Nhưng mà vợ em không chịu là làm tiếp, tới khuya bắt đầu mới tắm. Mới đi tắm rửa thì bắt đầu ngày mai là bệnh. Bệnh thì em nói thì vợ em lại giận. Là hay giận, dạ. Đúng không? Có một cái nữa là cũng vui vui. Cái gì vợ em cũng làm, cũng xiên hết. Mà mỗi có một chuyện là chưa làm được. Tối bữa nào cũng ngủ, vợ cứ nói là anh à, đến mai em phải dậy sớm tập thể dục mới được. Mà cuối cùng ngày mai dậy là làm gì đó, hoặc là lại trễ là không lại không tập. Điều khúc cứ nó lặp đi lặp lại hoài luôn, năm này sang năm khác, đúng không? Sao nó giống ai quá. Tại vì giống em luôn. Giống chị. Tại vì vợ em hay ẵm bồng em như thế đó, em cũng lo. Cho nên em có mua cái nẹp cho vợ đeo lưng mỗi khi ẵm này. Rồi cũng mong là vợ tập thể dục thường xuyên đó, để mình giữ cái cơ xương khớp mình nó khỏe. Chồng em lo cho sức khỏe cho em, đúng không? Đó, lo cho sức khỏe em. Nhưng mà tại vì ảnh á, tại vì anh á tối nhiều khi luôn, ngủ luôn. Cái chân nè có bị co thắt á, anh chị nó co nó giật, nhiều khi đang ngủ vậy nè cái chân gồng lên đá giật một cái đụng giật mình á, mà một đêm anh ngủ thì nhiều khi 11-12 giờ cứ trăn trở hoài không ngủ được, ngứa ngáy rồi đau á, cái mình cũng không ngủ được. Khi ngủ được rồi á thì cứ đụng mình giật mình vậy á, một đêm là mấy lần tới sáng luôn, cho nên sáng giờ không nổi là phải rồi. Lâu lâu ở trên em gồng đá trúng vợ em hoài á, có khi đá bùng cái chân là mình không biết đúng không em? Dạ không, chị không kiểm soát được. Rồi bây giờ tới em. Dạ bây giờ thì em xin phanh phui tật xấu của anh. Thì nói thật ra thì không phải là tật xấu với anh chị, nói chung là ảnh giống như là một người đàn ông mẫu mực, con trưởng trong gia đình mà, cho nên lúc nào cũng em út hoa gì ai là thấy là khuyên, là chỉ bảo cái này cái kia, nhiều khi làm không đúng ý là la, mình làm cái gì không đúng là ảnh hay nhắc tới nhắc lui, mà nói dai nói nhiều á, mình cảm thấy hơi bực. Nhưng mà nghĩ lại những cái lời khuyên, lời nói của anh cũng đúng. Anh nó ngồi xe lăn thì nói chung là anh hay đau á, nhiều lúc cũng anh hay khó chịu, mình cũng chấp nhận được chứ không nghĩ là phải thật xấu. Nhưng mà bình thường thì mình chịu, em nằm hay là em ngồi xe lăn? Dạ thì một ngày buổi sáng là em dậy sớm, em tranh thủ ngồi lên máy á, làm việc 1-2 tiếng, đăng bài rồi bán hàng rồi nhận đơn các thứ. Sau đó em 9 giờ thì em đi dạy tới 11 giờ, sau đó về là ăn cơm trưa xong em đi nằm nghỉ và tập một tí, chỉ lèo tới khoảng 2-3 giờ là xuống xe là ngồi tới tối luôn. Rồi tối là mới ẵm đi nằm. Chỉ có đêm là ngủ được chút thôi rồi. Anh nằm nhiều anh không chịu được. Có mong muốn thay đổi gì không? À thì em cũng chỉ mong muốn là vợ chịu khó tập thể dục và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn để đồng hành với em lâu trong dài cuộc sống lâu dài. Còn em
Dạ con em thì chỉ mong cho sức khỏe chồng em được khỏe, hai đứa cùng làm việc thì là vui đó, rồi. Đúng rồi, cái đó bây giờ là cái vốn quý nhất của tụi em. Dạ, sức khỏe là quý nhất đúng không? Dạ. Hôm nay nhân cơ hội ngày hôm nay thì anh muốn nghe em có cái điều gì muốn nói với vợ mình không? Thì thay lời muốn nói thì em xin hát tặng vợ em mấy câu về bài hát vợ tôi Thay lời muốn nói đúng không? Dạ. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tình tình ngày tháng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lượt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dai dầu. Không ham giàu sang, không đùa đòi gia lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau, hai đứa nghèo chung manh lít che. Sau bao nhiêu năm dấu vẫn nghèo những tình càng xấu. Tất cả những cái gì mà em nói là đều vợ em có hết luôn á. Chị cảm nhận vậy đó là em có hết luôn á. Anh chị chỉ xin chúc hai vợ chồng em sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Trong cuộc sống sẽ có những cái may mắn đến. Đúng. Và thậm chí là sẽ có những cái phép màu. Đúng rồi. Những phép màu sẽ đến với hai vợ chồng em. May mắn nè, phép màu nè và sức khỏe sẽ đến với hai vợ chồng em. Vợ chồng em rồi. Và hãy cứ tận hưởng cái cuộc sống này.